Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 102. Ở bài toán này người ta yêu cầu các bạn tính toán thông thường thôi, không phải tìm công thức. Vì thế các em ốp rất là nhanh thôi. Việc đầu tiên các em phải dịch cụ thể là anhydride này là hai anhydride đơn chức mạch hở có một nối đôi CC, nghĩa là nó có hai pi trong phân tử và có một oxy. Như vậy đây là công thức chung của nó. Đốt cháy lên thì có số mol của CO2, số mol của nước tương ứng. Như vậy, biết rõ pi bằng 2, thầy dùng quan hệ mol, thầy suy ra số mol anhydride sẽ bằng số mol CO2 trừ số mol nước. Để tìm mối quan hệ, thầy sử dụng bảo toàn khối lượng. Anhydride sẽ tạo bởi C, H và O. Như vậy bằng khối lượng của C cộng khối lượng của H cộng khối lượng của oxy. Oxy của thầy là một oxy, vậy là 16. Số mol của thầy tương ứng đây. Như vậy rút gọn lại thầy có M bằng 5V trên 4 trừ 7A trên 9. Đáp án thầy có đáp án B.